tình trạng ô nhiễm và sự phát triển của các loại bệnh dịch lây lan qua không khí đang ngày càng trở thành một vấn đề đáng lưu tâm của xã hội. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 90% dân số hiện đang sống trong bầu không khí bị ô nhiễm. Các mối nguy hiểm tiềm tàng bởi vi khuẩn và virus trong không khí ô nhiễm có thể kể tới các bệnh lý thông thường như sởi, cúm, viêm đường hô hấp dưới hay gần đây nhất là các biến chủng mới của SARS-CoV đang hình thành. Trước thực trạng đó, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ được sức khỏe của mình và cả gia đình? Để trả lời câu hỏi này, xin mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngay sau đây. Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng đang là vấn đề nóng, bởi khi môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Trước thực trạng đó, công ty EV Green đã nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ diệt khuẩn bằng năng lượng tia cực tím bức sóng C, gọi tắt là tia UVC, vào các sản phẩm dân dụng. Đây là công nghệ tiên tiến trên thế giới với hiệu suất cao về diệt khuẩn khử trùng, đã được sử dụng rất nhiều trong ngành y tế để đảm bảo quy trình diệt khuẩn triệt để. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này vào sản phẩm dân dụng hàng ngày là một bài toán không dễ dàng, và UV Green là đơn vị tiên phong đã thành công trong lĩnh vực này. Công ty UV Green chúng tôi thấu hiểu được nhu cầu ngày càng cấp thiết về việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người. Từ nhiều năm qua, UV Green chúng tôi đã dày công nghiên cứu các loại công nghệ cao diệt khuẩn tiên tiến hàng đầu thế giới. Sau cùng, chúng tôi đã đặt trọn niềm tin vào UVC LED, một công nghệ diệt khuẩn bằng năng lượng tia cực tím phát ra từ các bóng đèn LED đặc chế, với khả năng ưu việt trong việc tiêu diệt vi khuẩn và virus, ít tiêu thụ điện năng, đặc biệt là rất thân thiện với môi trường và cực kỳ an toàn cho người sử dụng khi được tích hợp vào các sản phẩm diệt khuẩn dân dụng. Đối tác chiến lược cung cấp công nghệ UVC LED của chúng tôi là tập đoàn Bolin USA, hiện cũng đang dẫn đầu thị trường về hiệu suất công nghệ diệt khuẩn. UV Green đã sản xuất và cho ra thị trường các dòng sản phẩm gia dụng với công nghệ diệt khuẩn cao bằng UVC LED. Tiêu biểu trong đó là máy diệt khuẩn không khí và khử mùi Clean Air. Đây là sản phẩm đột phá trực tiếp diệt 99% vi khuẩn và virus ở lưu lượng khí 10 m³/giờ và đã được chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm vi sinh cấp quốc tế. Thế mạnh khác biệt của sản phẩm là khả năng tiêu diệt virus ngay tức thì trong khi không khí đối lưu qua máy. Tuổi thọ công nghệ có thể kéo dài hơn 3 năm sử dụng mà không cần thay thế thiết bị phụ kiện, khiến chi phí trên vòng đời máy khá hợp lý. Là một giám đốc công ty, tôi thường xuyên phải sử dụng ô tô để đi làm việc và gặp gỡ các đối tác. Tôi thấy máy diệt khuẩn không khí Clean Air rất tốt cho sức khỏe. Máy diệt khuẩn không khí Clean Air có thiết kế sang trọng, đẹp và chạy rất êm. Nói chung tôi rất hài lòng khi sử dụng máy diệt khuẩn không khí Clean Air cho ô tô của mình. Quay trở lại với công việc văn phòng sau đợt cao điểm của dịch bệnh COVID-19, thì mình rất là cảm thấy bất an trước các biến thể mới đang ngày càng phát triển. Mình có tham khảo thêm rất là nhiều sản phẩm diệt khuẩn, thì mình biết được là sản phẩm Clean Air là một sản phẩm có giấy chứng nhận diệt khuẩn COVID lên đến 99%. Mình rất là yên tâm để sử dụng sản phẩm này, và bên cạnh đó máy rất là nhỏ gọn và tiện dụng, mình có thể mang theo đến văn phòng làm việc. UV Green mong muốn lấy thị trường người tiêu dùng Việt Nam làm cơ sở vững chắc để tiến xa ra khu vực và thế giới trong chiến lược phát triển 3 năm tới.